Thưa quý vị khán giả, mới đây, Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu thứ hai cho Quốc hội Đức Bundestag kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, ông Zelensky đã vấp phải sự tẩy chay từ các nhà lập pháp từ hai đảng đối lập ở Đức, đảng thay thế cánh hữu cho nước Đức và Liên minh Dân túy cánh tả mới Saha Wekernet đã từ chối tham dự bài phát biểu của ông ở Bundestag. Tổng thống Zelensky đã có bài phát biểu thứ hai trước Quốc hội Đức kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vào thứ ba. Lần đầu tiên, ông nói chuyện trực tiếp với cơ quan lập pháp thay vì thông báo liên kết video. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn Berlin vì sự hỗ trợ và kêu gọi nước này, đảm bảo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thua trong cuộc chiến này. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ không còn nghi ngờ gì về ai đã thắng tuy nhiên sự kiện này bị tất cả các nghị sĩ bsw và hầu hết các nhà lập pháp afd tẩy chay bốn trong số các đảng viên cảnh hữu đã tham dự bài phát biểu của ông zelensky và gọi đó là lịch sự cơ bản các nhà lãnh đạo của afd trong cơ quan lập pháp đã chỉ trích gai gắt ông zelensky trước phiên họp bà Alice Van Dyke và ông Tino Chrupalla, hai chính trị gia nổi tiếng, đã công khai bày tỏ sự từ chối của họ đối với việc lắng nghe những lời phát biểu từ một người mặc bộ đồ giản dị. Họ đề cập đến việc Tổng thống Zelensky của Ukraine thường xuyên mặc quần áo kiểu quân đội, một thói quen mà ông đã hình thành trong quá trình xung đột đang diễn ra. Cả bà Vandai và ông Cruz Pala cũng đã tuyên bố rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky đã chính thức kết thúc và ông hiện tại chỉ còn là Tổng thống thời chiến. Điều này có nghĩa là, theo quan điểm của họ, ông Zelensky không còn là người lãnh đạo hợp pháp của Ukraine trong thời gian bình thường và chỉ còn là người lãnh đạo trong thời gian chiến tranh. Trước đó Ukraine đã lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3, tuy nhiên ông Zelensky đã quyết định hủy bỏ cuộc bỏ phiếu này. Lý do được đưa ra là do tình trạng thiết quân luật đang được áp dụng. Do đó, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 mà không có cuộc bầu cử nào được tổ chức để chọn ra người kế nhiệm. Các nhà lãnh đạo quốc hội AFD cho biết, hiện Ukraine không cần một tổng thống thời chiến mà cần một tổng thống hòa bình, người sẵn sàng đàm phán BSW, một đảng do biểu tượng cánh tả người Đức Sarah Wawesnek thành lập, cũng đã đưa ra một tuyên bố trước sự kiện, trong đó họ tuyên bố tẩy chay bài phát biểu. Trong tuyên bố tẩy chay gửi đi trước sự kiện, đảng BSW cũng cảnh báo ông Zelensky đang thúc đẩy sự leo thang rất nguy hiểm, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng mạo hiểm xung đột hạt nhân để đạt được mục tiêu của mình. Tuyên bố nêu rõ những chính sách như vậy không nên được tôn vinh bằng một sự kiện đặc biệt ở Hạ viện Đức. BSW khẳng định đảng này phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng kỳ nhận việc Moscow vẫn sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng hòa bình. Sự lạnh nhạt của Quốc hội đã thu hút sự chỉ trích mạnh mẽ từ cơ sở chính trị Đức. Văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên án đây là sự thiếu tôn trọng, đồng thời bày tỏ thêm rằng Đảng Dân Chủ Xã hội rất băn khoăn nhưng không ngạc nhiên trước diễn biến này một thành viên Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội. Marie Agnes Jack Zimmerman đã nhanh chóng cáo buộc cả hai bên thực hiện mệnh lệnh của Moscow. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình bất cứ lúc nào, miễn là tình hình thực tế được tính đến. Vào mùa thu năm 2022, bốn khu vực cũ của Ukraine đã gia nhập Nga sau một loạt của trưng cầu dân Ý. Kiev chưa bao giờ công nhận cuộc bỏ phiếu và tiếp tục yêu cầu Moscow rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, bao gồm cả Crimea trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào bắt đầu. Trong một diễn biến khác, một hội nghị về phục hồi Ukraine cùng diễn ra tại Berlin, Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU đã đồng ý giải phóng lợi nhuận từ tài sản cố định của Nga và sử dụng chúng để hỗ trợ Kyiv chống lại Moscow. Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói, Liên minh châu Âu đã đồng ý chuyển một phần lợi nhuận từ tài sản của Nga đang bị phong tỏa cho Ukraine. Phần lớn số tiền này sẽ được bổ sung vào khoản viện trợ quân sự đến Kyiv. Bà Ursula von der Leyen thông báo rằng khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ từ lợi nhuận thu được từ tài sản của Nga sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào tháng 7. Phần lớn số tiền này, chiếm đến 90%, sẽ được dành cho việc tăng cường quốc phòng của Ukraine, trong khi phần còn lại, chiếm 10%, sẽ được sử dụng để tái thiết đất nước bà von der Leyen cũng đã tiết lộ rằng trong cuộc họp thực đỉnh G7 sắp tới, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận thêm về cách giúp Ukraine có thể tận dụng nhanh chóng hơn nữa số tiền thu được từ tài sản của Nga. Điều này cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của khối lượng lớn trong việc hỗ trợ Ukraine trong thời gian khó khăn này. Trước những lo ngại về tác động tiềm ẩn của động thái này đối với hệ thống tài chính toàn cầu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã khẳng định rằng việc thực hiện điều này đã tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế. Bà cũng nhấn mạnh rằng khối lượng lớn đã đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính trong quá trình thực hiện quyết định này. Cho đến nay, các nước phương Tây ủng hộ Kiev đều không chọn phương án tịch thu tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở châu Âu và Mỹ do lo ngại pháp lý liên tục được lên tiếng về động thái này. Tuần trước, quỹ tiền tệ quốc tế đã nhắc lại quan điểm của mình rằng quyết định như vậy phải có cơ sở pháp lý rất vững chắc. Trong khi đó, người phát ngôn của IMF, Julie Kozak cho biết trong một cuộc họp báo rằng, chúng tôi đã nêu quan điểm rõ ràng và công khai, đó là điều quan trọng đối với chúng tôi. Đối với IMF, bất kỳ hành động nào được thực hiện đều có đầy đủ cơ sở pháp lý và chúng tôi không làm suy yếu hệ thống tiền tệ quốc tế. Quan điểm này đã được nhắc đến nhiều lần. Moscow đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây đóng băng tài sản của Nga, cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu tài sản của nước này bị tịch thu. Tài sản và hoạt động kinh doanh của các công ty phương Tây ở Nga sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trước đó, ngày 23 tháng 4, chủ tịch Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, Valentina Matvienko cảnh báo châu Âu rằng Moscow đã sẵn sàng dự luật đáp trả nếu như gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phương Tây tịch thu và dùng để giúp Ukraine. Bà nêu rõ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, chúng tôi có sẵn dự luật và sẽ cân nhắc ngay lập tức như một biện pháp đáp trả. Khi đó châu Âu sẽ tổn thất nhiều hơn chúng tôi. Trong khi đó tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng phương Tây đã phát động một cuộc chiến kinh tế chống lại Nga. Tuy nhiên nhà lãnh đạo khẳng định Moscow đã vượt qua các lệnh trừng phạt của phương Tây và phục hồi kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng 3,6% vào năm 2023. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào sẽ đi ngược lại tất cả các nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây tuyên bố và sẽ làm suy yếu niềm tin vào đồng đô la Mỹ và đồng euro, đồng thời ngăn cản đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây. Một số quan chức Nga cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu thì tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác giá trị của các tài sản phương Tây có mắc kẹt lại ở Nga. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 22 tháng 4 cho biết Nga có cơ sở để tịch thu tài sản của phương Tây sau động thái của Hạ viện Mỹ. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và đồng minh đã ngừng giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính, phong tỏa các tài sản của nước này tại phương Tây có trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ, Washington luôn ngỏ ý muốn tịch thu những tài sản trên để hỗ trợ Ukraine, bất chấp một số chủ ngân hàng và quan chức châu Âu lo ngại việc chỉ tịch thu tài sản sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Ngày 21 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật có điều khoản cho phép tịch thu tài sản thuộc chủ quyền của Nga với phần lớn tài sản là ở châu Âu, trong khi đó các nước phương Tây đã tăng cường nỗ lực tạo ra khuôn khổ pháp lý để tịch thu tài sản của Nga một cách hợp pháp. Các bộ trưởng tài chính và giám đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia G7 tuyên bố sau cuộc họp mới đây rằng họ vẫn đang nỗ lực tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những thông tin tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt.